Bài tiếp cho anh em. Tôi thẳng thắn lắm, yên này thì lô 10-10 rồi, đúng không? 100% rồi. Đấy, ăn về cái tay sách này, về cái tay sách. Có đèn. Nô này. Ni lông còn phải. Thì tôi với bạn thì thống nhất rồi như thế này, tôi cứ đọc hết cho. Thì đúng rồi, không quan trọng đâu. Nô đúng không? Nè. Cái đinh bình xăng nó cũng nô luôn. À cái này này, cái gì? Nắp bình xăng. Ốc cùng là cũng hỏng. Đồng hồ cũng nô luôn. Đồng hồ cũng nô luôn. Tôi bán hàng tôi coi tôi giấu gì đâu mà. Sinh nhãn nô luôn. Cái này nô luôn này, được còn mỗi cái mặt này nô luôn. Đây nhá, vành cũng nô luôn nhá. Trước thì đang còn này sao? Vành nô này. Vỏ đang còn này. Vành nô này. Thu trước nô luôn. Đây là ông nhìn này, thụt nào có đốc này, nó cố tình. Nhìn này, từ cháu từ tí nó nói. Cái thụt này cũng là thụt nô nhá. Mà là cố. Nó ngày xưa nó có cái giả zin. Hiểu không? Thế là nó khoan có đốc vào, có hiểu ý không? Hiểu rồi, nó thụt cũng nô luôn. Vành nô luôn này, bà nhìn cái dấu ở đây chưa, là vành nô luôn này. Đúng không? Đấy, từ cái bốc hơi đầu bò gì này mình thôi lấy được cái hơi đầu bò lại. Không phải, bạn ơi, tôi bán hàng rất rõ ràng, bạn nhá. Tính à, chế này thì mua 10-10 rồi. Chế đrem rồi, hoài lô. Đúng không? Đấy, riêng con này số khung số máy thì lại nét. Đấy, bạn chỉ lấy gọi là xe về để dọn mới thôi. Mà thực chất là anh em mình lô hay không quan trọng, mà mình đã chốt với nhau là mình chỉ lấy có những như thế thôi. Rồi ok, đúng rồi, chuẩn. Đây này, tôi quay kỹ lại cho bạn này. Bình xăng này trông này, gì khủng hết nhá. Chế gần như có như không. Tôi xác định tôi bán. Bạn nghe tôi nói này, tôi là tôi không muốn bán kiểu này đâu, vì vô tình bạn về nhà muốn dựng lên thôi thì... Ừ, chứ tôi vậy, nếu tôi bán như này cho bạn nhá, nếu về nhà chẳng may tôi bị bạn lên mạng đúng không, tức là cái dân tình của mạng ấy, người ta không quan tâm là tôi bán cho bạn bao nhiêu đúng không, mà người ta thể quan tâm là ví dụ bạn tên là A chẳng hạn, bạn A chào anh em, nhớ tôi có mua của Trung Kiên chiếc xe như thế này, rỉ xét thế này đấy, Trung Kiên lừa tôi nọ kia, tôi chết đấy, tôi chết giả tôi đấy. Vì dân tình người ta không quan tâm, nhưng tôi đã tải hết cho bạn rồi, gần như lô hết này, hai điểm lô này. Sinh nhan lô ấy là mình mua với nhau chỉ là cái đấy thôi. Ok, đâu mình cứ nói với nhau như thế cho thoải mái. Xe tôi tối qua về là lúc nửa đêm, là lúc khoảng hơn 2 giờ sáng, là còn chưa động chạm gì đến xe luôn đây. Đúng không? Chưa động chạm gì luôn. Tôi đang ngủ ngon thì có ông khách ông ấy chốt luôn xe Thanh Hóa, biển Thanh Hóa này. Alo. Đây nhá, thật sự anh em vừa ngủ dậy đây, chưa dậy thì luôn vẫn còn cả hàng đây. À, đúng không? Đấy. Xe thì vẫn chưa hạ luôn, chuẩn chưa? Đây. Xe chưa hạ đây, hai con tối hôm qua có quay đây. Đấy. Tôi biết, tôi nói thật lòng anh em nhá. Đây là nói vô tư này, nói vô tư này. Cái biển này là lúc bạn gọi tôi là nó đang ngủ, chưa nghĩ biển đẹp biển xấu mà chỉ biết là mình mua nó rẻ. Hiểu ý không? Mua nó rẻ. Con này của bạn nói thẳng bạn cũng được 3 triệu, nói thẳng luôn, được 3 triệu. Mới được đặt vặt linh tinh thì cũng ngon rồi. Tôi bán như thế thì bạn biết rồi, nhưng mà tôi chắc chắn với bạn vẫn là rẻ. Đúng không? Với bạn vẫn là rẻ. Thì bạn đọc cái số điện thoại một con F1 này 2688 này. Của bạn là cũng là 21 cái gì 21688, thiếu có 8 là của bạn luôn đúng không? Đấy. Nhưng mà nếu hôm đấy nhá, bạn mà gặp tôi sớm ấy, tôi có một con biển không phải 36 nhưng không biết biển 26 hay bao nhiêu ấy, nhưng mà bạn được cái 36 là một cái gì cũng F1 xong là 6888 cơ. Ừ, nhưng biển này đẹp rồi. Hôm qua đi cả đêm đấy, bạn biết rồi đấy, con này thực ra được cái chân xích này. Đấy, chân xích này. Chân xích con này về xin lại. Đây này, bạn nhìn nô hết này này, bạn không nhận không? Đồ lô hết này. Đấy, yên nô này. Này, cần số cần động lô này. Đấy. Được cái lốc, nói chung còn khung 4 món. Còn gì đâu, bạn xem tôi quay video lên đây này. Bình xăng này. Này, bình xăng này nhìn này. À. Thế tôi nói thật với bạn này, sinh nhan nô này. À, pha đèn nô này. Nó còn cái gì đâu. Nó chẳng còn cái gì cả. Thế, đây cho bạn xem tiếp chế lô này. Chế lô, lò vỏ hơi là đang còn. Lò vỏ hơi còn như nó gọi là vỏ đúng rồi. Này, như cái khung này đẹp này. Này, khung đẹp. Khung này nó đã làm rồi. Tức là khung này nó đã sơn tĩnh điện rồi. Sơn tĩnh điện rồi. Tôi đang lo cái đấy, con này được tĩnh điện luôn cơ. Tinh điện luôn, số van đỏ này, sơn tĩnh điện. Đấy, thế là mày nhìn này, biết tại sao nói sơn tĩnh điện không? Vì cái số khung số máy nó đã phun cát vào, nó nhẵn thín rồi. Đấy. Nên nó vẫn rõ số. Đúng rồi.
nét căng. Tất cả cái vẫn nhìn rõ luôn, nhìn từ xa này, nhìn bạn nhìn này. Đây như bạn nhìn mắt tôi từ xa này đấy nhá. Bạn nhìn này, từ xa nhá, này. Tôi vẫn nhìn số này. Đây tôi đọc này. Đọc xa này. 004225. Thế là biết. Cẩn thận chưa? Ok. Bạn yên tâm này, tôi bán hàng nó luôn công khai trên mạng xã hội. Đấy. Alo. Đấy em đây. Đang nói chuyện với bạn thì bạn bị mất sóng, phải gọi lại. Đây nhá. Tức là tôi nói luôn này, con xe của tôi là con xe biển 36F12688, được chưa? Được chưa? Tôi cam kết cho bạn là an ninh chuẩn, được chưa? Đấy. Và tôi đồ zin đồ lô tôi rõ, nó rõ được cái lắp hậu zin này. Đấy, được cái lắp hậu zin này. Tức là trên xe gần như con này là lô hết. Bạn hiểu không ạ? Những cái zin cái gì tôi quay hết cho bạn rồi thì đấy, bạn có lấy hay không là quyền của bạn, không tránh trường hợp sau này lên mạng phốt phiếc để mang tiếng tôi không thích. Trời ơi. Chúng tôi rõ ràng. Hỏi thật bạn có biết gì về cái vụ gần đây nhất của tôi không? Em không để ý nhưng mà nó không phải trâu buộc hết trâu ăn ấy. Bạn biết tôi à. Tôi nói ra thì bảo là tôi nó oai nhưng tôi rất là nổi tiếng hiện tại bây giờ. Không phải đánh đổi danh dự của tôi được. Cho nên hôm nay bạn mua xe này nhà tôi nói rõ luôn. Trên xe này gần như toàn bồ lô. Gần như bạn chỉ lấy gọi là xe về để dọn mới thôi. Mà thực chất là anh em mình lô hay không quan trọng, mà mình đã chốt với nhau là mình chỉ lấy có những như thế thôi. Rồi ok, đúng rồi, chuẩn. Đây này. Tôi quay kỹ lại cho bạn này. Bình xăng này trông này. Gì thủng hết nhá. Chế gần như có như không. Tôi xác định tôi bán. Bạn nghe tôi nói này. Tôi không muốn bán kiểu này đâu. Vì vô tình bạn về nhà muốn dựng lên thôi thì... Ừ. Chứ tôi về, nếu tôi bán như này cho bạn nhá, nếu về nhà chẳng may tôi bị bạn lên mạng đúng không? Tức là cái dân tình của mạng ấy, người ta không quan tâm là tôi bán cho bạn bao nhiêu, đúng không? Mà người ta quan tâm là ví dụ bạn tên là A chẳng hạn, Trung Kiên mô tô chào, bạn A chào anh em, nhớ tôi có mua của Trung Kiên chiếc xe như thế này, rỉ xét thế này đấy, Trung Kiên lừa tôi với nọ kia, tôi chết đấy, tôi chết giả tôi đấy. Vì dân tình người ta không quan tâm, nhưng tôi đã tải hết cho bạn rồi, gần như lô hết này, hai điểm lồ này. Xin nhắn lỗi. Mình mua với nhau chỉ là cái thôi. Ok. Đâu, mình cứ nói với nhau như thế cho thoải mái. Để cho lên mạng cho anh em biết rõ là tôi không giấu giếm. Và xe tôi tối qua về là lúc nửa đêm, là lúc khoảng hơn 2 giờ sáng. Là còn chưa động chạm gì đến xe luôn đây. Đúng không? Chưa động chạm gì luôn. Đó. Con này bác trai Hải Dương này. Đây, cửa hàng anh em là chưa ngủ dậy này. Chưa ngủ dậy luôn này. Vẫn sớm. Đây bãi xe đây. À. Anh nhìn này bạn biết này. Rồi, ok. Ok nhá bạn nhá, thôi anh em mình chốt với nhau. Bây giờ này nhá. Okay. Này. Bây giờ okay. Này nhá. Tôi nói rõ là một lần nữa chốt cho bạn này. Tôi chốt bạn con biển Thanh Hóa 36F12688. Đấy, giá anh em mình thỏa thuận. Được chưa? Giá thỏa thuận. Đấy, và tôi cam kết cho bạn tất cả trên xe, đồ lô, đồ zin, đầu tàu xấu đẹp tôi quay rõ rồi. Đấy. Và tôi xác định coi như bán xác xe cho bạn, không liên quan đến nên đổ nữa, không đến lúc bạn về nhà bạn ví dụ vô tình ấy, tôi thật lòng đấy cho mang tiếng nhá. Không, bây giờ bạn nghe này, bây giờ nhá, bạn chuyển cọc cho tôi đấy, chuyển cọc bao nhiêu chuyển, còn số tiền còn lại chuyển rồi. À, chuyển rồi à? Rồi ok vừa chuyển nhanh thế, vừa nói chuyện đã chuyển. Ok, thế số tiền còn lại là bạn xong xuôi bạn ấy là anh em mình rồi, tôi gửi hàng bạn chuyển nốt cho tôi nhá. Đồng ý. Đã chuyển rồi cả. Ok, cảm ơn bạn nhá. ok chuyển sớm đấy. Ok, đang nói chuyện với nhau đã chuyển tiền rồi đấy này. Bạn là Huy Khanh này. Đấy, bạn chuyển cho mình là 5 triệu rồi anh em nhé. Đây, biển xe con 36F12688 đã bán anh em nhé. Đấy, trên xe này em nói luôn cho anh em này. Là cái gì zin em nói là zin. Mà cái gì tàu em nói là tàu. Đấy, anh em nhìn rõ ràng, biển 36F1. Đồ lô xấu hết này, bạn vẫn mua nhé. Đấy, gì thủng hết này. Đấy, bạn thấy chưa, mua bán với Trung Kiên nó phải như thế. Gì thủng hết này, phai đen. Nói chung này lô hết, đồng hồ lô hết. Bỏ đi hết, mình gì thủng hết. Đấy, bộ nô hết, không còn cái gì zin anh em ạ. Đấy, mỗi cái bình xăng zin này thụt này, đấy, lô hết này. Đấy, bình xăng zin này thủng rồi, đồng hồ lô hết, xe nhan lô hết, gì Hải Dương lô hết. Đấy, uy tín anh em nhá. Đây là cửa hàng nhà mình. Đây, hôm qua đi, tối hôm qua đi giao con Hải Dương biển 293709 đấy, lấy con biển 34 này về phục vụ cho bác, hoặc là trông nó đổi ngay cho bác ấy. Đấy, cửa hàng nhà mình đây. Đấy, ok anh em nhá. Đấy, đây là bãi xe nhà mình. Đấy. Ok, anh em mua xe dọn xe theo dõi Trung Kiên của Trung Kiên. Chủ mua thì alo cho em qua số Zalo của em là 0778 24 98 hoặc 0358 444 888. Đấy, cảm ơn anh em.